kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ qua, thì nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ đã có xu hướng nhích nhẹ, thời tiết ấm hơn. Tuy nhiên, mưa nhỏ, mưa phùn vẫn rầm rề cả ngày, gây cảm giác khó chịu. Đặc biệt sáng sớm hôm nay, do tồn tại dạng nghịch nhiệt nên trời còn có sương mù, gây cản trở hoạt động giao thông. Còn các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ thì mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi, lượng không đáng kể vào ban đêm, ban ngày trời nắng. Ở khu vực Nam Bộ thì do thời điểm này là giai đoạn của một đợt chiều cường mới, nên chiều tối qua và sáng sớm nay, một số nơi thuộc khu vực đã rơi vào tình trạng ngập úng sâu. Đến khoảng chiều tối và đêm nay thì khối không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc biên giới Việt Trung và vùng núi, sau đó mới lan dần xuống khu Đông Bắc và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, làm trời chuyển nhiều mây hơn, xuất hiện mưa rào và dông. Một số tỉnh thuộc Trung Du Bắc Bộ như là Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Lạng Sơn đề phòng khả năng có mưa với lượng khá, khoảng từ 25 đến 50mm một ngày. Nhiệt độ tại Bắc Bộ trong 2 ngày tới giảm mạnh, nhiệt độ ban đêm các tỉnh đồng bằng xuống còn khoảng từ 16 đến 18 độ, các tỉnh vùng núi là từ 14 đến 16 độ, trời tương đối rét. Ban ngày nhiệt độ cũng chỉ nhích lên xấp xỉ ngưỡng là 20 độ. Sang đến ngày 2 tháng 12 thì khối không khí lạnh tăng cường tạo đới gió đông bắc giàu ẩm. Khi đến đất liền gặp dãy Trường Sơn chặn lại sẽ gây mưa cho khu vực các tỉnh đồng bằng ven biển miền Trung, bao gồm khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Nên thời tiết các tỉnh này từ 2 ngày trở đi chuyển xấu, trời nhiều mây, xảy ra trong cả ngày, gây khó khăn cho các hoạt động ngoài trời. Gió bức xạ bị hạn chế nên nhiệt độ ban ngày cũng giảm mạnh khoảng từ 3 đến 4 độ, làm cho trời thời tiết trở nên mát hơn. Đêm và sáng nhiệt độ dưới ngưỡng 20 độ, trời chuyển rét. Trong khi đó thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì là kiểu thời tiết tốt, mưa ít, ngày xuất hiện nắng từ sáng đến chiều với ngưỡng nhiệt độ cao nhất đạt từ 29 đến 31 độ cho khu vực Tây Nguyên và từ 32 cho đến 34 độ cho khu vực Nam Bộ. Song một điều đáng lưu ý ở khu vực Nam Bộ chính là chiều cường vẫn còn hoạt động mạnh trong những ngày tới, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xảy ra tình trạng ngập úng sâu ở vùng trũng thấp, gây không ít khó khăn cho các hoạt động đời sống của người dân nơi đây. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong 3 ngày tới. Khu vực phía Tây Bắc Bộ thì vào ngày 2 tháng 12, trời nhiều mây có mưa rào và dông nên nhiệt độ giảm nhanh xuống từ khoảng 3 đến 4 độ, trời rét. Sang đến ngày 3 và ngày 4 tháng 12, trời vẫn còn nhiều mây, mưa giảm, chỉ còn có mưa nhỏ vài nơi nên nhiệt độ vào ban đêm và sáng tiếp tục giảm thêm, trời tiếp tục duy trì trời rét. Khu vực phía Đông Bắc Bộ từ chiều tối và đêm ngày 1 sang đến ngày 2 tháng 12, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm sâu và trời chuyển rét. Sang đến ngày 3 và ngày 4 tháng 12 thì mưa giảm, chỉ còn có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ vào đêm và sáng tiếp tục giảm thêm, trời rét trên toàn khu vực. Khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thì cũng có xu hướng giảm mạnh, phía Bắc trời chuyển rét về đêm và sáng. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 2 cho đến ngày 4 tháng 12, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhưng tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Ở phía Nam thì duy trì thời tiết tốt với ít mưa, ngày có nắng nhẹ. Khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới thì mưa hầu như ít xảy ra, ban ngày xuất hiện nắng nhẹ với nhiệt độ ngày đêm luôn dao động trong khoảng là từ 19 cho đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ thì từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12 vẫn duy trì trạng thái mây thay đổi, phổ biến là ít mưa, có chăng là những cơn mưa rào nhẹ xảy ra vào chiều tối và đêm ở một vài nơi với lượng không nhiều, ngày trời nắng nên nhiệt độ tối cao luôn duy trì dưới ngưỡng 33 độ. Khu vực Biển Đông từ chiều tối và đêm nay thì toàn bộ Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 7. Biển động, các tàu thuyền không nên ra khơi vào thời điểm có gió mạnh, đặc biệt các tàu thuyền cỡ nhỏ. Trong khi đó thì vùng biển giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, luôn duy trì đới gió Đông đến Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Thưa quý vị, từ chiều tối ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại, gây mưa và rét cho các tỉnh miền Bắc. Do vậy, quý vị cần trang bị thêm cho mình những chiếc áo khoác thật ấm và mang theo vật dụng che mưa khi ra ngoài để đảm bảo sức khỏe. Thời tiết ở các tỉnh duyên hải miền Trung cũng có sự chuyển biến xấu từ ngày 2 tháng 12, với lượng mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại chủ yếu tập trung ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa. Trời cũng chuyển rét về đêm và sáng ở các tỉnh phía Bắc. Nói chung, thời tiết cũng không mấy thuận lợi cho các hoạt động của người dân nơi đây. Trong khi đó thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng ráo và ít mưa. Tiết trời vào những ngày cuối tuần khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Song lưu ý ở một vài nơi do hoạt động của chiều cường gây ra tình trạng ngập úng sâu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết trưa nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.